đó nha mọi người. Viên một. Trời ơi. Rồi nè anh em ơi, tới cu dằn nó bự hơn cu dằn xíu rồi bắn dẫn chúng anh em. 40 mét, ná quá chuẩn nha anh em. Chào anh em trở lại kênh Nhân Nguyễn nha. Thì mình chuẩn bị làm clip đi săn nha anh em. Thì ngày mai mình sẽ đi săn với mấy anh em bắn full hết luôn nha. Thì mai mình sẽ đem hai cây này đi nha mọi người. Thì một cây là một cây V3, một cây V4 nha anh em. Thì mình sẽ xài thun Super Hunter nha anh em. Còn dây vàng này là dây gì sai nha anh em. Dây vàng này thì chúc mình thay ra, mình chỉ bắn Super Hunter trong clip thôi. Anh em nào có yêu cầu mua thun Pina thì liên hệ Zalo mình luôn nha. Như cây bên đây trên tay trái mình là cây V3 đang có giá là 750 anh em, còn cây bên phải là cây V4 có giá là 850. Còn anh em mà muốn coi mấy ổ khác thì anh em tham khảo nha, tham khảo đầu video nha. Thì hôm nay mấy anh em mình sẽ bắn full hết, hy vọng mình sẽ có nhiều hàng quay cho anh em coi nha. Thì mời anh em theo dõi hành trình của mấy anh em mình nha. Chứng cái này nè. Mày chạy ra đi. Kỳ kỳ. 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 Lao rồi ngài. Dạ. Đồ có âm bi hai lần đây. Âm bi qua đây rồi. Hay.
Thử bắn hụt đi về thiệt rồi đó chứ. Chứ ba bắn sáng giờ. Trái bên trái. Thẳng tới. Ừ. Nè. Cái điện cái. Thấy có tay mà. Nè. Cái mày vậy? Tại nó gớt nó sấy xuống mà. Rồi sao thấy có sát khí, có sát khí. Rớt. Rớt. Ôi quá. Vậy anh mới hạ một con cáo nè. Vô bồng, vô bồng. Sống nổi hay được mẹ phải phải mẹ phải thẳng vô thẳng cái nữa chơi thì lâu chưa? 4-5 năm. 4-5 năm hả? Hay quá em. Tập vừa tập dữ lắm hả? Để nhà chơi. Bắn bi rồi. Anh đã bắt chơi thời gian là nghỉ. Giữa chứng đầu quá nha. Bắn ghê đó. Trời lớn luôn kìa. Trời lớn luôn kìa. Thôi. Nãy bắn gì nhanh quá. Bắn máy chưa kịp lên đó, bảo đảm hơi không kịp. Bắn trên cây rồi nè em. Trời đó nha mọi người. Em rồi. Viên 1. Viên 1. Nãy giờ em gặp mấy con đó. Con mấy ngày lúc đầu cũng đã tầm này nè, mới bắn xong ngay chân nó luôn. Con viên con nó chứ bắn con liền vậy vậy. Bắn con viên con chứ bây giờ chứ. Trời ơi. Còn anh em ơi. Đem 4 bộ rồi. À tác giả bắn nè. Quá đâu gần đâu. Này quay trên đất coi nè. Anh đâu. Bắn đâu gần đâu. Nghe nổ đã dữ vậy. Cấm cái đầu luôn mà. Mà bắn con nào vậy không thấy con nào chưa nghe nổ luôn. Con rồi đó đó, con đang bay rồi đó đó. Bắn cấm cái đầu luôn mà quê. Anh tới nghe trống còn mấy con trên cao cây rồi anh Tân. Thấy không? Đâu. Kệ đọc cây trống kìa. Nó gần quá.
Rớt. Sao mà sống nổi? Bay lông còn thấy bay bình thường. Quả mấy anh em mới đi săn nè anh em ơi. Giờ mấy anh em cũng đi về luôn. Rớt. Zombie anh em. Anh thôi em có lông hả? Chết ngay đầu rồi. Chết ngay đầu rồi. Ngay đầu rồi hay. Ngay đầu rồi. Rớt rồi ngay ơi. Rớt xong rồi, rớt xong rồi. Lỗi rồi. Ê anh em ơi, mấy anh em mới chia tay xong rồi, mình cũng mới chở anh em mình về tới nhà luôn. Mình mới bắn thêm được con bìm bẹp nữa anh em. Còn mấy số chim kia mình cho mấy anh em kia đem về đi ăn đám luôn rồi. Giờ mình cũng về luôn nha mọi người. Giờ tầm có 1 giờ chiều à. Mấy anh em mình nãy bắn buổi sáng xong nghỉ trưa giờ về hết luôn rồi. Có công chuyện. Rồi về luôn anh em ơi. Anh em mới tới nhà anh em mình. Mới chở nó về. Giao lưu nha anh em. Ai đi săn còn mấy ai đồ nè. Trời ăn lúa người ta nè. Mới được con cu đầu tiên bắn dây điện nè. Ná V3 anh em ơi, mạnh hổ Thiên Dương. Rồi let's go anh em ơi. Rớt. Trời ơi, rớt. Trời ơi. Rớt nóc nhà. Rớt nóc nhà. Thank you.
con anh em. Chết ngọt anh em ơi. Anh em. Đưa ức. Canh ngay giữa ức quất luôn anh em. Này thì đưa ức hả mày. Cứ dần nữa anh em ơi. Khá là to nè. Xin lẫm kem. Kì kì kì. Rồi xong, chết luôn vậy. Một con anh em ơi. Mình đứng ngoài tốt ngoài đó, đó anh em vắng hơi khuất không biết anh em thấy không nữa. Đây anh em, còn mỏi nhát anh em. Con nó bằng cô dằn anh em. Con này khá nặng anh em, cỡ cô dằn à. Mà tuốt ngoài đó anh em. Con này khoảng 40 mét anh em, ba mấy 40 mét đó. Ngoài góc chuối mình bắn vô tới đây nè. Xài ná V4 nha anh em. Ná đại bằng lửa. Quắp lên anh em ơi. Nó cỡ cô dằn, nó bự hơn cô dằn xíu mà bắn vẫn trúng anh em. 40 mét, ná quá chuẩn nha anh em. Rớt nước rồi kìa anh em. Vô mình lụm mình quay tiếp cho anh em coi nha. Hay quá anh ơi. Chưa không? Viên đầu. Nãy anh bắn trúng cái gì vậy? Viên đầu hình như là phớt cái đầu nó hay gì vậy? Viên sau ngay giữa người. Rớt cái mé nước kìa, thấy không? Nó đi mé nước thấy không? Đừng té nha, dính cái chay đàng hoàng. Cò lép mà, cò lép. Na. Nè. Vô ra tít. Nó bị bốn nha anh em. Trúng. Một viên này bay lên trúng rớt rồi phải luôn kìa.